Yo, và cuối cùng thì Yamashita Đạt cũng đã có thể chơi nhiều người ở trên điện thoại được rồi. Và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Đầu tiên các bạn sẽ phải có mod Gelde. Nếu bạn chưa cài được mod Gelde thì bạn hãy có thể xem lại video này. Tôi đã hướng dẫn khá là chi tiết để có thể cài cái mod này. Sau khi tải xong thì bạn hãy vào game và đăng nhập tài khoản của bạn. Bạn sẽ phải có một tài khoản Yamashita Đạt thì mới có thể chơi được. Sau khi đăng nhập xong thì bạn hãy bấm vào đây, vào phần download và chờ một lúc. Bạn sẽ phải chờ khoảng 2 đến 3 phút đấy. Rồi vào phần tìm kiếm, tìm với từ khóa này. Tiếp theo bạn hãy tải cái mod này về. Sau khi tải xong thì bạn hãy bấm vào đây để khởi động lại game. Sau khi khởi động lại thì nó sẽ có thêm một cái nút mới ở đây. Bạn hãy bấm vào nó. Ở đây sẽ có các cái server để cho bạn lựa chọn. Bạn sẽ chọn server nào mà ping thấp nhất thì bạn chọn. Rồi vào phần này. Ở đây thì nó đã liệt kê ra những cái level mà hiện tại đang có nhiều người chơi nhất. Bây giờ chỉ cần vào level mà bạn muốn và chơi thôi.